chào đón Trần Ngọc quay trở lại sau khi bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ tổng duyệt cho chương trình. Vâng ạ. Và bây giờ đang có rất nhiều những câu hỏi của khán giả trên fanpage của Trần Gia Lai đặt ra cho bạn. Câu đầu tiên là: anh Ngọc ơi, anh ăn gì mà đẹp trai quá vậy? Để trả lời câu hỏi này sẽ hỏi lại bạn một câu khác. Bạn khán giả của truyền hình Gia Lai, bạn ăn gì mà dễ tính quá vậy? Như tôi mà bạn đã khen rồi, chứng tỏ là bạn sẽ dành lời khen này cho rất nhiều người luôn đấy. Nhưng mà cũng rất cảm ơn bạn. Nếu mà bảo là để trả lời câu này thì cũng như mọi người thôi, nhưng mà mấy hôm nay có vẻ là trông sẽ sáng sủa hơn một chút khi mà được đến với một thành phố xinh đẹp và được gọi là đón nắng đón gió Tây Nguyên. Liên quan tới chuyện ăn thì phải riêng với Trần Ngọc, thì trong 4 món như vậy Trần Ngọc thích món nào nhất? Thực ra nghiêm túc thì tôi sẽ thích ăn bún chả nhất. Bởi vì tôi đã ăn bún chả nhiều năm nên là cái vị và cái sự quen thuộc đấy nó đang có độ lấn át. Nhưng tôi đã đến thành phố này 5 lần và lần nào tôi cũng đã ăn phở hai tô. Nó thực sự rất ngon. Trai đẹp, lần này Gia Lai mà vượt vòng Nguyệt Quế thì sẽ khao ăn cả con bò luôn nha. Thực sự đấy, tôi không biết là mọi người tin tưởng tôi ở mức độ nào, nhưng các bạn hãy nhớ là việc thí sinh có nhất hay không không liên quan đến chúng tôi. Nó có thể trùng hợp một chút là đúng là hiện giờ thì tôi đang là người có nhiều lần vô địch. Và nếu như lần này mà có thêm một lần vô địch nữa thì đây sẽ là lần thứ 5 tôi đi dẫn chương trình có người quán quân Olympia. Các bạn nhớ nhá, sẽ hoàn toàn là do thí sinh thực hiện. Chúng tôi chỉ ăn ké thôi. Ngoài trừ là mong chờ Nhật Minh sẽ chiến thắng thì cũng mong chờ là Trần Ngọc sẽ lập kỷ lục thêm một lần nữa. Có một bạn hỏi rằng là anh là fan của MU nữa đúng không? Tâm linh không đùa được đâu, bởi vì bạn Nhật Minh cũng là một fan của MU. Bạn có thể chia sẻ điều này. Năm 2022 thì chúng tôi có đi Thái Bình. Và ở đấy thì thí sinh của chúng tôi là Đặng Lê Nguyên Vũ. Và là một fan cứng của MU. Bạn ấy đã sống trong sự chịu đựng một số năm trước khi mà có thể ngẩng cao đầu. Theo như hôm chúng tôi biết thì Nhật Minh cũng là fan của MU. Chắc em dạo này cũng chịu đựng nhiều lắm. Không sao cả, chúng ta chịu đựng quen rồi. Bù lại, chúng ta sẽ mang cái khả năng chịu đựng đấy lên để có thể gồng gánh áp lực mà cuộc thi đang mang đến cho em. Và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể cùng với em chia sẻ nỗi niềm. Đồng thời, các bạn phải nhớ nhá, mình đây được câu này nói riêng với mình và những fan MU này. Ai ở bên mình lúc khó khăn thì mới ở bên mình lúc vinh quang, đúng không? Nên chúng tôi sẽ ở cạnh Nhật Minh trong những giây phút này. Em sẽ là fan MU tiếp theo giành vòng Nguyệt Quế. Chúng tôi tin như thế. Có vẻ như là giữa Trần Ngọc và Nhật Minh đã có sự kết nối rồi. Vâng. Và ạ, Nhật Minh đã từng chia sẻ với Trường Gia Lai là màu đỏ mang lại may mắn cho bạn. Chính vì vậy mà ngày mai khi mà Trần Ngọc có điểm cầu Gia Lai, quê hương của Nhật Minh, thì liệu rằng Trần Ngọc sẽ có một cái điều em ủng đã hộ chuẩn Nhật bị. Minh? Em đã xin một cái mũ của trường chuyên Hùng Vương đã được làm màu đỏ. Em cũng muốn là gọi là cái bông cổ vũ trên tay em khi mà quay chương trình cũng sẽ là màu đỏ. Và thêm nữa thì là chương trình cũng đã có một món quà rất đặc biệt để chuẩn bị riêng cho Nhật Minh và sẽ được phát sóng. Cái món quà đấy sẽ được phát sóng vào sáng mai. Mong chờ. Vâng, thì Nhật Minh, đặc biệt là Nhật Minh sẽ được xem cái món quà đấy. Trần Ngọc sẽ đại diện những người hâm mộ Gia Lai, thì bạn sẽ chúc Nhật Minh câu gì để bạn Nhật Minh hoàn toàn bình tĩnh tự tin để bước vào cuộc chinh phục vòng Nguyệt Quế vào ngày mai? Nhật Minh cứ nhớ là bản thân thí sinh giành quán quân Olympia chưa chắc đã là người học giỏi nhất, nhưng khẳng định người giành quán quân Olympia sẽ là người nhận được nhiều sự yêu mến nhất, là người nghiêm túc, chăm chỉ và kèm theo một chút may mắn nữa. Cho nên em đừng quá bận tâm, băn khoăn hay áp lực. Em hãy thi đấu ở trong một trạng thái thoải mái, vui vẻ, bình tĩnh. Bởi vì những yếu tố đó nó cũng có thể tạo nên sự may mắn cho em trong trận chung kết. Còn lại thì em đừng quên em có sự tin tưởng và có cả sự ủng hộ của rất nhiều người dân ở Gia Lai nữa. Hãy bình tĩnh em nhé. Bạn có câu chào gì với khán giả của truyền hình Gia Lai, những người đang rất hâm mộ MC Mắt Tay Trần Ngọc không ạ? Xin chào khán giả của truyền hình Gia Lai, tôi là MC Trần Ngọc. Tôi đã sắp bước sang tuổi 38 rồi. Khi mỗi khi đến đâu mà nghe thấy có bảo là mọi người vẫn thích xem tôi dẫn chương trình, tôi vừa băn khoăn mà kèm theo đó tất nhiên là niềm vui ạ. Không biết các bạn đã từng theo dõi tôi ở trên chương trình nào, nhưng hy vọng các bạn sẽ luôn luôn yêu mến các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam mà tôi thực hiện. Và hy vọng là sẽ có cơ hội đến với Gia Lai trong nhiều vai trò hơn nữa. Và có thể lúc nào đó chúng ta sẽ quay lại đây và chúng ta sẽ gặp nhau khi tôi thực hiện một chương trình ở Gia Lai khác. Hy vọng mọi người sẽ luôn luôn yêu mến Trần Ngọc ạ. Cảm ơn Trần Ngọc nhiều nha.